Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 5 trang 64-65 bài luyện tập Đầu tiên các em làm bài tập số 1 đặt tính rồi tính A nhỏ 67,2 chia cho 7 bằng bao nhiêu 67,2 chia cho 7 Đây là phép chia một số tập phân cho một số tự nhiên Các em đã được học ở bài trước Đầu tiên Các em lấy phần nguyên của số tập phân Các em chia cho số chia trước 67,2 Có phần nguyên là 67 Thì đầu tiên các em lấy 67 chia cho 7 trước 67 chia cho 7 Các em nhẩm 9 x 7 bằng 63 Mà ở đây là 67 Cho nên 67 chia cho 7 em được 9 lần. Sau đó em lấy 9 x 7 bằng 63. Và lấy 67 trừ đi 63. Em được 4. Tiếp tục là đến vị trí của dấu phẩy. Các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Tiếp theo là các em chia ở phần thập phân. Các em hạ 2 xuống. Cạnh 4 được 42. Lấy 42 chia 7. Được 6 lần. Sau đó các em lấy 6 x 7 bằng 42 và lấy 42 trừ đi 42 bằng 0. Như vậy 67,2 mà chia cho 7 bằng 9,6. Bây giờ các em sang câu B là 3,44 chia cho 4 bằng bao nhiêu? Các em đặt tính và thực hiện phép tính. 3,44 chia cho 4. Đầu tiên các em chia phần nguyên trước. Các em lấy 3 chia 4. 3 bé hơn 4 cho nên 3 chia 4 các em được 0 viết 0. Sau đó lấy 0 x 4 bằng 0 và lấy 3 trừ, trừ 0 bằng 3. Tiếp đến là dấu phẩy, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Tiếp tục các em hạ 4 xuống cạnh 3, được 34. Lấy 34 chia cho 4. 4 x 8 bằng 32, mà ở đây là 34. 4 x 9 bằng 36, 36 lớn hơn 34. Như vậy, 34 mà chia cho 4 thì các em chỉ được 8 lần. Tiếp theo các em lấy 8 x 4 bằng 32 và lấy 34 trừ 32 bằng 2. Tiếp theo là hạ 4 cạnh 2 được 24. Lấy 24 chia 4 được 6. Sau đó lấy 6 x 4 bằng 24 và lấy 24 trừ 24 bằng 0. Như vậy 3,44 và chia cho 4 bằng 0,86. Tiếp theo các em sang câu C là 42,7 mà chia cho 7 bằng bao nhiêu? 42,7 chia cho 7. Đầu tiên, các em chia phần nguyên trước, lấy 42 chia 7 được 6 lần. Sau đó lấy 6 x 7 bằng 42 và lấy 42 trừ 42 bằng 0. Tiếp tục đến vị trí của dấu phẩy, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Tiếp theo các em hạ 7 xuống để chia. Lấy 7 chia 7 được 1 lần. Sau đó lấy 1 x 7 bằng 7 và lấy 7 trừ đi 7 bằng 0 Như vậy 42,7 mà chia cho 7 bằng 6,1 Tiếp tục em sang câu D là 46,827 chia cho 9 bằng bao nhiêu? 46,827 chia cho 9 Đầu tiên em chia phần nguyên trước 4 không chia được 9 lấy 46 chia cho 9 9 x 5 bằng 45 ở à đây là 46 như vậy 46 chia cho 9 các em được 5 lần sau đó lấy 5 x 9 bằng 45 và lấy 46 trừ đi 45 bằng 1 tiếp đến là vị trí của dấu phải thì các em viết dấu phải vào bên phải của thương tiếp theo các em hạ 8 xuống cạnh 1 được 18 lấy 18 chia cho 9 được 2 lần sau đó lấy 2 x 9 bằng 18 và lấy 18 trừ 18 bằng 0 tiếp tục các em hạ 2 xuống để chia 2 chia 9, 2 bé hơn 9 cho nên 2 chia 9 được 0 lần. Khi được thương là 0 thì các em không cần phải nhân lên. Các em hạ tiếp 7 xuống. Cạnh 2 được 27. Lấy 27 chia 9 các em được 3 lần. Sau đó lấy 3 nhân 9 bằng 27 và lấy 27 trừ 27 bằng 0. Như vậy 46,827 mà chia 9 thì bằng 5,203. Tiếp theo em sang bài tập số 2 câu A. E. 22,44 chia cho 18. 22,44 chia cho 18 bằng bao nhiêu? Ở đây trong sách giáo khoa người ta đã chia như sau. 22 chia 18 được 1 lần. Sau đó lấy 1 x 18 bằng bằng 18 và lấy 22 trừ 18 bằng 4. Tiếp đến là vị trí của dấu phẩy thì em viết dấu phẩy ở bên phải của thương tiếp theo, các em hạ 4 xuống cạnh 4 được 44. Lấy 44 chia cho 18 được mấy lần? 44 mà chia cho 18 thì 18 gần bằng 20. Như vậy các em lấy 4 chục mà chia cho 20 thì các em được khoảng 2 lần. Sau đó các em lấy 2 nhân ngược lên với 18. 2 nhân 18 bằng 36 và lấy 44 trừ đi 36 bằng 8. Tiếp tục các em hạ 4 cạnh 8 được 84. Lấy 84 chia cho 18. 84 chia cho 18. 80 mà chia cho 18, 18 các em làm tròn thành 20. 80 mà chia cho 20 thì được khoảng 4 lần. Sau đó các em lấy 4 nhân với 18. 4 nhân 8 bằng 32. Viết 2 như 3, 4 nhân 1 bằng 4 thêm 3 là 7, tức là 4 nhân 18 bằng 72. Sau đó các em lấy 84 mà trừ đi 72 thì bằng 12. 84 trừ đi 72 bằng 12. Và người ta nói là trong phép chia này thương là 1,24 và số dư là 0,12 Ở đây các em nhận thấy là 12 thực chất là 12% Ở phần tập phân của số bị chia có hai chữ số Ở đây dư là 12 thực chất là 12% 12% là 0,12 Số dư là 0,12 Người ta thử lại là lấy thương là 1,24 nhân với số chia là 18 Sau đó cộng với số dư là 0,12 kết quả nếu đúng bằng số bị chia thì như vậy các em thực hiện phép chia là đúng ở đây kết quả đúng bằng 22,44 như vậy thương ở đây là 1,24 và số dư là 0,12 tiếp theo các em sang câu B là tìm số dư của phép chia sau 43,19 chia cho 21 thì đầu tiên các em thực hiện phép chia trước các em chia phần nguyên trước lấy 43 chia cho 21 43 chia cho 21 thì cách ước lượng như sau. Các em chỉ việc chia hàng chục, các em lấy 4 chục mà chia cho 2 chục thì các em ước lượng được khoảng 2 lần. Sau đó các em lấy 2 nhân ngược lên với 21. 2 x 21 bằng 42 và lấy 43 trừ 42 được 1. Tiếp đến là vị trí của dấu phải các em biết dấu phải ở bên phải của thương. Tiếp theo hạ 1 cạnh 1 được 11. 11 các em chia cho 21 thì các em được khoảng 0 lần. 11 bé hơn 21 cho nên 11 chia 21 được 0 thương bằng không thì các em không cần phải nhân lại các em hạ tiếp 9 xuống các em chia 119 chia cho 21 119 về cấu tạo số của nó là 11 chục và 9 đơn vị các em lấy 11 chục và các em chia cho 2 chục thì các em được khoảng 5 lần sau đó các em lấy 5 nhân ngược lên với 21 5 x 1 bằng 5 5 x 2 bằng 10 5 x 21 bằng 105 119 trừ đi 105 bằng 14 Như vậy các em khẳng định là trong phép chia này thương của nó là 2,05 và số dư của nó là 14, 14%, tức là bằng 0,14. Và các em thử lại như sau, các em lấy thương là 2,05 nhân với số chia là 21 sau đó cộng với số dư là 0,14. 2,05 nhân 21 thì bằng 43,05. 43,05 mà cộng với 0,14 thì bằng 43,19 đúng bằng số bị chia. 43,19 chính là số bị chia. Như vậy em thực hiện phép chia là hoàn toàn đúng. Tiếp theo em sang bài tập số 3 đặt tính rồi tính. A nhỏ 26,5 chia cho 25 bằng bao nhiêu? 26,5 chia cho 25. Đầu tiên em chia phần nguyên trước. Lấy 26 chia 25 được 1 lần. Sau đó lấy 1 x 25 bằng 25. Và lấy 26 trừ 25 bằng 1. Tiếp theo là đến vị trí của dấu phải, các em viết dấu phải ở bên phải của thương. Tiếp tục hạ 5 cạnh 1 được 15. Lấy 15 chia 25 được 0 lần. 15 bé hơn 25. Cho nên 15 chia 25 bằng 0. Thì ở phép chia này các em có một lưu ý như sau. Khi chia một số thập phân cho một số tự nhiên mà còn dư. Ta có thể chia tiếp bằng cách là viết thêm chữ số 0 vào bên phải của số dư. Rồi tiếp tục chia. Bây giờ các em viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Thì lúc này các em được 150. Bây giờ các em tiếp tục chia. 150 mà chia cho 2 năm. 15 chục mà chia cho 2 chục. Ở đây thực chất là hơn 2 chục. Cho nên các em cứ nhẩm. Các em cứ ước lượng. 15 chia cho 2. 7 x 2 bằng 14. Thì được khoảng 7 lần. 7 lần chưa chắc đã đúng. Các em chỉ ước lượng thôi. Bây giờ các em lấy 7 mà nhân ngược lại với 25 xem nó có bé hơn là 150 hay không. 7 nhân 25 xem tích của nó có bé hơn 150 hay không. 7 nhân 5 bằng 35 viết 5 nhớ 3. 7 nhân 2 bằng 14 thêm 3 là là 17 mà đây là 15 là không được. Như vậy các em hạ xuống các em lấy 6 thôi. Sau đó các em lấy 6 nhân ngược lên với 25. 6 x 5 bằng 30 viết 0 nhớ 3. 6 x 2 bằng 12 thêm 3 là 15. Tức là 6 x 25 bằng 150. Bây giờ các em lấy 150 và trừ đi 150 bằng 0. Như vậy 26,5 chia cho 25 bằng 1,06. Tiếp theo các em sang câu B, 12,24 chia cho 20 bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em chia phần nguyên trước. Lấy 12 chia cho 20, các em được 0 lần. Bởi vì 12 bé hơn 20. Sau đó, các em lấy 0 x 20 bằng 0 và lấy 12 trừ đi 0 bằng 12 Tiếp đến các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Tiếp tục các em hạ 2 xuống cạnh 2 được 122. 122 gồm 12 chục và 2 đơn vị. Như vậy, các em lấy 12 chục mà chia cho 2 chục thì các em được khoảng 6 lần. Sau đó lấy 6 nhân với 20 bằng 120. Tiếp tục các em lấy 122 trừ đi 120 bằng 2. Tiếp theo các em hạ 4 xuống cạnh 2 được 24 lấy 24 chia cho 20, các em được một lần. Sau đó lấy 1 x 20 bằng 20 và lấy 24 trừ 20 bằng 4. Đây là phép chia có dư. Thì khi chia một số thập phân cho một số tự nhiên mà phép chia có dư thì để tiếp tục phép chia, các em viết thêm một chữ số 0 và bên phải của số dư. Các em được 40, sau đó lấy 40 chia cho 20, các em được hai lần. Tiếp tục em lấy 2 x 20 bằng 40 và lấy 40 trừ 40 bằng 0. Như vậy 12,24 chia cho 20 bằng 0,612. Thì qua bài tập số 3. Các em rút ra nhận xét như sau: Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà có còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia. Bây giờ mời các em sang bài tập số 4, có 8 bao gạo cân nặng là 243,2 kg hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg như thế có nghĩa là mỗi bao gạo đều có số cân nặng như nhau đầu tiên em tóm tắt nội dung của bài toán 8 bao nặng 243,2 kg như vậy 12 bao nặng bao nhiêu kg để giải bài toán này em dựa vào phương pháp là rút về đơn vị tức là rút về đơn vị một bao nặng bao nhiêu kg 12 bao thì em gấp lên 12 lần Đầu tiên Các em có một bao gạo cân nặng là Để tính số cân nặng của một bao gạo Các em lấy 243,2 Là số cân nặng của 8 bao Các em chia đều cho 8 bao Các em chia cho 8 Sau khi thực hiện phép chia Các em được kết quả bằng 30,4 kg Như vậy 12 bao gạo như thế Cân nặng là Các em lấy 30,4 Gấp lên 12 lần và các em được kết quả bằng 364,8 kg. Ở đây các em có đáp số là 364,8 kg. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp